Đây là hai con tê tê chỉ hiểu tiếng Trung Quốc. Chỉ cần bạn cho nó ăn vài con kiến, sau đó xích nó lại, chỉ cho nó vị trí ngồi mộ cổ. Tiếp theo chỉ cần ngồi xem nó đào hố là được. Bọn chúng trời sinh có móng vuốt sắc nhọn, sỏi đá cứng cỏi cũng giống như đậu phụ. Đào bới cái lớn dọn dẹp cái nhỏ, năng suất đào hố đúng là nhanh như bay. Chỉ mất hơn 2 giây để đào đến lối vào cung điện dưới lòng đất. Mắt thấy con tê tê đã thuận lợi rút lui, đoàn người tức khắc trang bị sẵn sàng tiến vào ngôi mộ cổ. Khi trông thấy chiếc đèn thạch anh tinh xảo đặt ở lối đi, Lạc Soái tham của vui sướng đến phát điên rồi. Chắc chắn là rất đáng tiền. Đương nhiên rồi, Dương phụ tá có, mang đi. Trần Ngọc Lâu vội vàng ngăn cản anh ta, đừng nóng vội. Trước tiên để nó ở đây để chiếu sáng, đợi khi quay về hãy mang đi. La Soái lập tức đồng ý. Chỉ là tất cả mọi người đều không để ý đến bệ đá bên cạnh đang có vô số con rết đang bò ra. Đến khi đoàn người nhận ra thì trời đã tối rồi. Hàng chục đàn em bị cắn tại chỗ, trong lớp mắt biến thành chất dịch, giải phấn. Trần Ngọc Lâu vội vàng sai cấp dưới của mình phủ bột vôi xuống. Điều này tạm thời cản trở sự tiến công của bầy rết. Nhưng đoàn người cũng bị vây lại một chỗ không thể di chuyển. Đang lúc then chốt, Gà Gô nhắn cho sư đệ mình một ánh mắt. Sau đó, lão Dương Nhân bắn thẳng vào cột đá bên cạnh 3 mũi tên. Gà Gô nắm bắt thời cơ giữ lấy mũi tên cố định cơ thể. Giơ một tay mở gùi ra thả nộ tình kê thần và nhìn vào kích cỡ của con gà này, thời gian huấn luyện phải hơn 2 năm rưỡi. Quả nhiên những con rết trên mặt đất trông thấy nó, liền bị dọa lùi lại không dám thò đầu ra. Một màn rối ren này phút chốc được giải quyết, tốt lắm. Sau đó Trần Ngọc Lâu sai thuộc hạ của mình rắc bột vôi lên nền đất, phòng các con rết quay lại lần nữa. Tiếp theo La Soái lại ra lệnh cho thuộc hạ lắp đặt máy phát điện và đèn chiếu sáng. Trong chớp mắt cả ngôi mộ sáng như ban ngày. Rất nhanh sau đó đoàn người phát hiện một cái cửa đá. Sau khi đi qua cửa đá đó, một hành lang kỳ lạ xuất hiện. Trần Ngọc Lâu chắc chắn rằng đó là mộ chính. Đoàn người lập tức lần mò về phía trước. Không ngờ chưa đi được mấy bước, liền có mấy thứ nhão dính treo lơ lửng trên đầu. Cẩn thận chút, đây là thứ gì chứ? Bởi vì không biết đây là gì, đoàn người không quá quan tâm tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sau đó Hoa Linh nhìn thấy điện Trần Châu trên bức bích họa. Gà Gô cực kỳ vui sướng, bởi vì nếu điện Trần Châu thật sự có ở đây, vậy là bọn họ đã đến nơi của một gia tộc hơn ngàn năm trước. Lời nguyền hồng ban có thể phá giải rồi. Chỉ là chưa kịp vui lâu, tên đàn em bên cạnh bỗng nhiên co giật. Chỉ qua một lát toàn bộ cơ thể đều hết sức lực. Đoàn người vẫn chưa kịp phản ứng thì người bị thối rửa lại càng nhiều thêm. Trần Ngọc Lâu vội vàng hạ lệnh rút lui. Vốn tưởng ra ngoài là có thể an toàn, không ngờ rằng vẫn có người bị nhiễm ngã xuống. Vì lo lắng đây là bệnh lây truyền, La Soái trực tiếp thay thuộc hạ giải quyết sự đau khổ. Nhìn chất dịch trên đất có chút quen thuộc, Trần Ngọc Lâu chớp mắt đã hiểu ra, hóa ra là chất nhầy trong đoạn đường hầm ban nãy đều là trứng rết. Bởi vì để tránh lây nhiễm cho người khác, La Soái chuẩn bị trực tiếp hỏa thiêu thi thể. Nhưng hành động vô tình này lại khiến Trần Ngọc Lâu phát hiện ra cách giải quyết. Bởi vì anh ta nhìn thấy sau khi con rết đụng phải ngọn lửa, toàn bộ đều khô quắt lại như dược liệu. Hoa Mã Quải kêu các anh em dùng lửa đốt hết trứng rết trong lối đi vào mộ, sau đó dùng bột vôi bịt tất cả các kẽ hở lại. Sau khi làm xong tất cả, đoàn người mới yên tâm quay lại đường hầm. Rất nhanh đã đến được cung điện rộng lớn của lăng mộ chính, và quan tài của tướng quân Triều Nguyên chắc chắn ở bên trong. Bất ngờ chỉ mới tiến gần đến, đã phát hiện trên cửa có cài một chiếc khóa đầu chó bằng vàng ròng nặng gần 200 cân. La Soái nóng nảy muốn rút súng bắn vỡ, nhưng bị Trần Ngọc Lâu ngăn lại. Làm bằng vàng thật đó, không tiếc à. Sau đó anh ta liếc nhìn Hồng Cô bên cạnh. Hồng Cô nháy mắt đã hiểu ngay, chỉ thấy cô ấy lấy xuống một sợi tóc rồi gập đôi xoắn nó lại. Tiếp theo nhét nó vào khóa đầu chó và tỉ mỉ lắng nghe. Chỉ một âm thanh lách cách truyền đến, và tiếng cái khóa 200 cân rơi ra. Ôi vãi, vậy là mở được rồi. Trần Ngọc Lâu không thèm giải thích, trực tiếp mở cửa điện. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ta kinh ngạc. Chỉ thấy cung điện rộng lớn trống rỗng, căn bản không tồn tại cỗ quan tài nào. Cả đoàn người đang muốn cẩn thận tìm tòi, kết quả vừa rẽ vào một góc, Gà Gô đã phát hiện một cô gái mặt cổ phục đứng cách đó không xa. Là người hay ma?